thử mình kết nối cái dây bị hở một cổng này thì trên phần mềm nó có biết hay không, cái chiếc Amply này có nhận ra hay không. Ngày xưa mà để sở hữu được những cái công nghệ này thì thật sự là nó phải lên tới 2-3 tỷ đồng trở lên. Hôm nay Hoàng Phát về sẽ giới thiệu nhanh qua những cái công nghệ trong cái hệ thống âm thanh mà Hoàng Phát về sắp triển khai cho một cái mô hình Beer Garden. Đầu tiên thì việc vận hành điều chỉnh một chiếc mixer trên máy tính điều khiển từ xa, thì như ở đây thì mọi người cũng có thể thấy là mình đang điều chỉnh trên hai cái line này. Thì ở trên cái màn hình của cái chiếc mixer digital của mình thì nó cũng đang điều khiển theo. Rồi, ví dụ mình sẽ phát một bài nhạc để mình coi cái đường tín hiệu nó như thế nào. Thì mọi người có thể thấy là cái tín hiệu nó vào ở đây và nó được gửi qua ở đây, thì chúng ta có thể giám sát từ xa, chúng ta có thể chỉnh bass, mid, chép, tất cả mọi thứ trên này từ xa qua máy tính. Cái tiện lợi của cái việc một cái mixer digital điều khiển trên máy tính là chúng ta có thể giám sát vận hành một cách tiện lợi, một cách tổng quan hơn, chính xác hơn. Ngoài ra thì chúng ta có thể làm ra được nhiều chương trình lưu lên trên cái bộ nhớ của chiếc mixer. Chúng ta có thể làm ví dụ như là bên nhạc này hoặc là micro này hoặc là nhiều thứ chúng ta có thể lưu vào nhiều chương trình ở trên này. Trong này rất là nhiều nhiều cái kênh để mình lên lưu lại. Và cái đặc biệt là gì? Ví dụ với những chiếc hệ thống mixer analog kiểu kiểu núm vặn kiểu này, thì khi mà mọi người vận hành ổn định rồi, mọi người sẽ lưu chụp hình lại hoặc là đánh dấu gì đó. Tại vì nếu mà mọi người không làm cái bước đó thì mọi người khi chỉnh nhầm cái gì đó, mọi người phải tốn thời gian đi chỉnh lại. Còn nếu mà mọi người có cái hình, có mấy cái nút gạch ở trên cái bàn mixer hoặc là kiểu cách âm ly cũ vậy đó thì mọi người chỉnh sẽ nhanh. Còn với trên này, trong trường hợp mình chỉnh nhầm cái gì đó, mình sợ nó không mong muốn như cái chương trình lúc đầu nó hoạt động, thì chúng ta có thể vô recall gọi lại cái chương trình mà chúng ta đã cài đặt đó, gọi lại thì nó sẽ quay về lại cái chương trình mặc định trước đó, thì chúng ta không có sợ mình chỉnh nhầm. Hoặc là từ cái chương trình đó mình có thể phát triển thêm, làm thêm, lưu thêm, lưu thêm, và sai gì thì mình có thể gọi lại. Đó là cái tiện lợi. Cái tiện lợi thứ hai nữa là như mọi người thấy ở đây, mình điều khiển từ xa. Cái này là cáp USB của cái sao card, còn này là cáp USB của máy tính. Vậy mình đang điều khiển qua cái mixer này và qua bằng mạng. Thì trong cái trường hợp mà nó có một cái sự cố gì đó mà cái người vận hành ở ở ở quán không tìm ra nguyên nhân được, thì thường những cái hệ thống analog hay là những cái hệ thống mà không có những cái công nghệ phần mềm giám sát như thế này thì bắt buộc là mọi người phải báo về bên đơn vị lắp đặt, họ phải sắp xếp cử người xuống kiểm tra. Thì với những cái công nghệ như thế này thì bên mình có thể ngồi ở nhà, ngồi ở tại văn phòng, có thể tem view mở phần mềm từ xa giám sát, coi lại coi trong cái phần cấu hình của chiếc mixer này có đang bị nhầm lẫn ở đâu hay không, có tắt nhầm lúc nào hoặc là gửi sai tín hiệu hay không. Tại vì có những cái trường hợp nó đơn giản chỉ bấm nhầm, nhưng mà người không chuyên người ta bấm nhầm xong ta lại lưu đè lại chương trình đó nên người ta gọi lại thì nó vẫn đang bị sai. Thì cái việc mà giám sát từ xa có phần mềm này thì mình có thể dám điều khiển từ xa qua, tem view từ xa qua, bật lên là mình có thể coi được, giám sát được, kiểm tra và điều chỉnh, có thể giải quyết được tức thời cho khách hàng có thể vận hành tiếp được cái quán của mình. Thì đó là cái điều rất là tiện lợi. Thì như mình cũng có làm những cái clip ngồi ở Việt Nam chỉnh âm thanh bên Mỹ thì nó cũng nhờ những cái công nghệ như thế này. Chiếc của mình là rồi anh. Rồi. Em chỉnh bên này em thấy nhiều lắm rồi đó. Rồi anh nghe lại thử coi. Thì đó là cái phần điều chỉnh tín hiệu đầu vào đầu ra, chỉnh bass, mid, chép, send gửi tín hiệu của một chiếc mixer digital chỉnh qua máy tính. Thì cái đó là cái tiện ích thứ một, thứ nhất, nhưng mà cũng cũng không phải là quá mới, nhưng cái này thì mình muốn mới giới thiệu mọi người.
với những cái hệ thống lớn, hệ thống hàng tỷ đồng, nhiều tỷ đồng, thì nó có những cái công nghệ nằm trên chiếc amplifier. Cái công nghệ của nó sẽ giúp cho người kỹ sư, người kỹ thuật thiết kế hệ thống hoặc là người vận hành sau men có thể xem được là trong hệ thống đó có bao nhiêu chiếc loa, bao nhiêu chiếc âm ly đang chạy, mỗi chiếc âm ly đang chạy ở trở kháng bao nhiêu ôm, có thể xem được tín hiệu ra vào từng kênh, có thể xem được âm lượng lớn nhỏ từng cụm loa, có thể xem được, điều chỉnh được cái delay của những cái cụm loa delay, và có thể xem là cái hệ thống của mình có bị lỏng dây ở cái loa nào hay không, tại sao cái loa đó không kêu, và có đang bị tắt tiếng mút cái chiếc loa nào không. Mọi thứ thì cái đó nó nằm trên cái công nghệ âm ly. Công nghệ đó như thế nào, mời mọi người xem nhanh qua một cái video mình cắt ngắn khoảng tầm 30 giây, coi thử là nó tiện lợi, thông minh và nó làm được những việc gì. We use Sonic Hue in a very, very fast way to tune the system. Sonic Hue is dedicated to concept. Everything what you want, everything what you need, everything what sometimes a front of house guy want additionally. Now we have this. We can do quickly. Simple design, efficient design. Sonic Hue is saving us time on our setup. Our older system would take an hour or so to set up. This one takes 20 minutes to program and you have a system up and running. Overall, this system is awesome. It's easy to use. All the engineers have been happy with it. We can't say one bad thing about it. It exceeds all expectations. The low end is great coming out of such a small box. Plenty of headroom. I mix pretty dynamic with Old Dominion and no issues with running out of any headroom, both on the tops or the subs. It's been a very pleasant experience. And this is one of our biggest jobs throughout the year. Being a grandstand, being an Illinois State Fair, and being so close to home. Thì mọi người cũng xem qua, cái phần mềm Sonic Hue này được vận hành trên những cái hệ thống cực kỳ lớn, cực kỳ kinh khủng, những cái chương trình live show giúp cho cái người sau men người ta có thể giám sát hết mọi thứ ở trong đó, rất là tiện lợi. Thì ở đây mình cũng đã thiết kế trước cái hệ thống của mình dạng offline để mình chuẩn bị các cái đường kết nối những cái âm ly. Thì như các mọi người thấy, đây là loa này, là loa sub này, là loa full này, là âm ly. Nó khá giống như cái không gian mình đã mô phỏng ở trước đây. Loa sub nằm ở giữa, loa full nằm đây đó, nó như thế này. Thì ở trên cái hệ thống của mình thì nó cũng đã thiết kế như vậy, tại vì lúc mà mọi người vận hành á, mọi người có thể rất là dễ là coi tín hiệu đầu vào ra như thế nào, rồi trở kháng ra như thế nào, rồi mình có thể mút tắt loa nào hay như thế nào, nó vô rất là tiện. Thì cái này là do mình chưa có kết nối tất cả các hệ thống nên nhìn không rõ. Thì sẵn ở đây mình có một chiếc âm ly với hai chiếc loa ở đây, thì mình sẽ kết nối theo dạng hai chiếc loa với một chiếc âm ly để mọi người xem thực tế, coi nó giám sát nó tiện như thế nào nhé. Rồi, ở đây mình có một chiếc âm ly là 3600 và hai chiếc loa full EKS ở đây. Thì mình qua cái phần giám sát, tại vì mình đã kết nối xong hết rồi. Thì như ở đây giám sát nè, mọi người có thể thấy là mình đang màu đỏ, màu xanh đây là mình đang mút, có tín hiệu nè. Đó, mình có thể mút nè. Rồi mình có thể coi cái trở kháng. Trở kháng cái lò nó đang chạy bao nhiêu ôm một kênh. Thì cái này thì nó chính xác hơn khi mà mình sẽ mở lại một cái bài hát để hạn chế nó bị dính bản quyền. Kể chi chuyện mình nắng buồn cuộc tình bỗng tắt bình minh. Mình có thể mút từ xa. Thì ở đây chỉ là hệ thống hai chiếc loa chất. Vậy với một cái hệ thống mà nhiều loa thì việc mà chúng ta có thể giám sát như vậy rất là tiện lợi. Có thể là coi âm ly mình đang chạy ở cái trở kháng bao nhiêu ôm, rồi coi cái mức âm lượng nó bao nhiêu. Ngoài ra mình có thể là chỉnh được cái equalizer của từng chiếc loa, bass mid chép, vân vân. Ví dụ mình bật lên mình chỉnh đó, mình có thể chỉnh được mọi thứ ở trong này. Đây tại vì đây là một cái chiếc âm ly thông minh, và điều đặc biệt nhất là mình thích nhất
của những chiếc âm ly ở đây là nó có cái reset. Chúng ta có thể chọn được cái danh sách âm ly, những chiếc loa, những cái âm ly đã được viết bởi hãng âm thanh đó, hãng loa đó đưa cho hãng âm ly này, chúng ta mới có những cái thông số này. Thì có cái việc mà cái âm ly có những cái reset của hãng, của cái hãng loa đó, thật sự là cực kỳ giá trị, tại vì đó là những cái tin, những cái đo đạc của hãng, của kỹ sư hãng làm, mình gọi vào nó sẽ rất là chuẩn. Chúng ta chỉ cần căn chỉnh thêm một chút theo cái điều kiện không gian và cái gu người nghe ở trong đó nó. Và đặc biệt là cái giá trị nhất mà mình đánh giá cái file reset đó là cái limiter. Hãng đã làm sẵn cái giới hạn, cái giới hạn chịu đựng của cái chiếc loa này dành cho cái âm ly này, chạy quá ngưỡng là nó sẽ bảo vệ, chạy quá vững là nó sẽ limiter lại. Rất là tuyệt vời. Cái mình muốn giới thiệu ở đây, khi mà một chiếc loa không kêu thì có rất nhiều nguyên nhân. Mọi người hay nghĩ là chiếc loa đó không kêu là do chiếc loa đó bị đứt bát miếng chép, nhưng mà nó rất là nhiều nguyên nhân. Có thể là mọi người cấu hình sai trên mixer, trên đường output ra, hoặc là đường gửi tín hiệu nó bị sai, hoặc là chỉnh nhầm ba lăng hết qua một bên trái thì cái loa bên phải nó không kêu, hoặc là cái đường tín hiệu âm thanh là dắt canon đó đưa xuống nó bị chạm chập chờn hay gì đó rồi, hoặc là cái dắt loa nó chỉ cần hở một đầu dây ra thì cái loa nó cũng không kêu. Một cái chiếc loa không kêu thì rất nhiều vấn đề. Vậy thì bây giờ mình sẽ test nhanh cho mọi người thấy cái sự tiện lợi của cái công nghệ Sonic Q này, và trên chiếc âm ly này, và trên cái hệ thống mà mình đang giới thiệu và mình sắp triển khai cho khách hàng. Đó là, mời mọi người xem, ở đây mình có chuẩn bị một sợi dây loa. Sợi dây loa này hơi đặc biệt hơn một tí. Sợi dây loa này mình cố tình tháo cái dây ở cái cổng một cổng ra. Đây là một cái trường hợp cũng hay gặp, đó là nó một cái mối kết nối ở đây về lâu về dài nó có thể bị tuột ra, hoặc là trong cái quá trình mà di chuyển dời cái loa súp hay cái gì đó nó bị lỏng ra mà mọi người không hay, tại vì nó nằm ở trong này. Thì mình thử tháo một cái đầu này ra, nhưng mình an toàn, đây tuy một bài test nhưng mình rất kỹ, mình quấn băng keo lại để cho nó không có chạm. Thì thử mình kết nối cái dây bị hở một cổng này thì trên phần mềm nó có biết hay không, cái chiếc âm ly này có nhận ra hay không, và nó có báo gì cho chúng ta hay không nhé. Đây là chiếc âm ly, chiếc mình sẽ tháo một chiếc cái sợi dây trên chiếc loa full này phía bên tay phải nha. Bây giờ mình sẽ mút nó lại hết, rồi mình sẽ tháo chiếc loa này ra. Và bây giờ mình sẽ gỡ cái dắt loa này ra. Dắt loa mình đang thử là dắt Nutrix chính hãng ha. Dây này là cái dây dắt bình thường thôi. Mình sẽ gắn thử vào đây nha. Rồi, mình sẽ mở một bài nhạc lên thêm xem nó có hoạt động bình thường không nha. Rồi, cái loa này không kêu. Rồi. Đây. Nó báo chữ open ở đây là hở. Rồi, nó báo luôn cái dấu chấm than của chúng ta nè. Đó. Đó, nó báo cảnh báo nè. Và ở đây nó báo cho mình hở. Rồi. Rồi. Các bạn thấy đó. Đây là một cái thứ mình đánh giá là cực kỳ giá trị. Ở đây chỉ có hai chiếc loa, nếu bạn vận hành một cái hệ thống lên tới mười mấy, hai mươi mấy, ba chục chiếc loa thì việc một cái chiếc loa không kêu là thật sự là việc mình phải đi kiểm tra rất nhiều khâu để mình đánh giá được. Trong cái trường hợp này lỡ nó bị xúc cái đầu dây kết nối ra thì cái chuyện đó nó cũng có thể xảy ra, và cũng xảy ra rất là thường xuyên. Việc mà di chuyển hay lắc hay lâu ngày nó tác động như thế nào đó, nó bị lỏng con ốc, nó cái dây nó không còn kết nối chắc chắn với cái cổng đó nữa thì nó xúc. Thì cái việc qua đây thì chúng ta ghim vào, chúng ta coi là chúng ta sẽ biết được là cái loa này nó đang bị vấn đề về dây loa, chúng ta có thể xử lý nhanh vấn đề
Đó là những cái giá trị của cái công nghệ mang lại. Thì nên là cái việc mà cái người kỹ thuật họ ngồi trước một cái máy tính, họ có thể giám sát được hết tất cả, từ chiếc loa tới âm ly tới mixer, nó đang vận hành như thế nào, đường tín hiệu ra vào như thế nào. Thật sự là tiện lợi. Thì đây là một cái công nghệ mình muốn mang đến cho khách hàng của mình. Ngày xưa mà để sở hữu được có một cái phần mềm như thế này trên một cái công nghệ chiếc âm ly, có reset của hãng loa nạp vào, có thể gọi ra, thường là những chiếc âm ly theo hãng hoặc là những chiếc âm ly của những cái hãng thứ ba như là Powershop, Labrobin hay gì đó, thì để sở hữu đó, những cái chiếc âm ly đó cực kỳ đắt tiền, lên đến hàng trăm triệu đồng. Thì một cái hệ thống như vậy, như cái hệ thống mà mình sắp triển khai tới đây, thì để mà ngày xưa mà để sở hữu được những cái công nghệ này thì thật sự là nó phải lên tới 2-3 tỷ đồng trở lên, hoặc là hơn, tùy vào cái giá trị loa, giá trị âm ly. Nhưng nay thì với một cái chất lượng như vậy, chúng ta đang sở hữu với một cái mức giá và thật sự là chỉ 1/3, gần chỉ 1/3, chỉ hơn 1 tỷ thôi, với một cái cấu hình như vậy, với rất nhiều công nghệ hiện đại của những chiếc âm ly đầu bảng, của những cái công nghệ mà hiện đại nhất vào trong cái hệ thống này, thì mình thấy đó là một cái rất là tuyệt vời và rất là cái sự đầu tư của khách hàng vào thời điểm này thì thực sự là rất là tiết kiệm, nhưng mà lại sở hữu được rất nhiều công nghệ hiện đại. Thì việc của những thiết kế hệ thống như bên Hồng Phát AV là luôn tìm những cái thứ hiện đại nhất, mới nhất, công nghệ nhất và có những cái sự tối ưu nhất dành cho khách hàng. Thì hôm nay thì Hồng Phát AV chỉ nói nhanh qua một tí xíu những cái công nghệ, cái sự tiện lợi mà trong cái hệ thống mà bên Hồng Phát AV sắp triển khai dành cho khách hàng. Sắp tới đây, hệ thống khi được triển khai thì mình sẽ có một cái video chi tiết hơn, với số lượng loa nhiều hơn, số lượng âm ly nhiều hơn và cách nó vận hành thực tế nhiều hơn.